Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 75 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà báo, nhà ngoại giao Lý Văn Sáu, mùng 5 tháng 11 năm 1924, mùng 5 tháng 11 năm 2024. Sáng mùng 1 tháng 11 tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm và trưng bày chuyên đề mang tên Nhà báo, nhà ngoại giao Lý Văn Sáu, một tấm lòng son sắt. Đây là dịp để ôn lại và tôn vinh những đóng góp to lớn của một nhà báo, nhà ngoại giao kiên trung. Những thước phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà báo Lý Văn Sáu đã được trình chiếu trong hội trường, mang đến cho các đại biểu và người tham dự một cái nhìn sâu sắc về chặng đường cống hiến của ông, một người đã dành cả cuộc đời phục vụ cho lý tưởng cách mạng và đất nước. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã là chủ bút đầu tiên của Báo Thắng, góp phần sáng lập Đài Tiếng Nói Nam Bộ và Đài Tiếng Nói Miền Nam, những cơ quan báo chí truyền thông có vai trò quan trọng trong kháng chiến. Trong buổi tọa đàm, nhà báo Hà Đăng đã chia sẻ về vai trò và những cống hiến của nhà báo, nhà ngoại giao Lý Văn Sáu, đặc biệt là hình ảnh sắc bén của ông tại Hội nghị Paris năm nào. 95 năm hoạt động tại Hội nghị Paris đã làm cho Lý Văn Sáu nổi tiếng như một vị quan báo tài năng, thông minh, sắc nhạy, biết ứng phó một cách khôn khéo những tình huống gay gắt nhất. Nhà báo Vũ Huyến, một trong những thế hệ nhà báo trưởng thành từ sự dìu dắt và đồng hành của nhà báo Lý Văn Sáu, vẫn nhớ về ông với hình tượng một người tiền bối mẫu mực. Nhưng cái điều mà chúng tôi ảnh hưởng nhiều nhất là cái tận tụy, trung thành với lý tưởng, với cái sự nghiệp làm báo. Hai là niềm lạc quan tối đa, luôn luôn lạc quan, bởi vì không có lạc quan thì không có niềm tin vào trong cái hoàn cảnh của đất nước hay sự kiện nó có những sự bất ngờ. Lúc bây giờ là chính niềm tin mới tạo kiện sức mạnh của nhà báo. Nhà báo, nhà ngoại giao Lý Văn Sáu đã đi xa, nhưng những cống hiến của ông vẫn sống mãi, là tấm gương cho thế hệ tiếp nối noi theo. Buổi tọa đàm và trưng bày về nhà báo, nhà ngoại giao Lý Văn Sáu là sự tri ân sâu sắc đối với một tấm lòng son sắt luôn hướng về đất nước và nhân dân.